đến Bình Dương rồi và bây giờ chúng ta sẽ có chân mền. Hả? Đi về quê là phải có mền. Để Tiết Cương vừa né được một bãi mền để giao lưu với anh em đây. Ô, xin chào Phương. Ở đây mền nhiều quá. Phương đồng gió nổi đấy anh. Rồi anh. Giới thiệu diễn giả đây là Phương kêu bằng ông chủ tịch hả? Phương được anh. Phương là chủ tịch của ngân hàng gì? Câu lạc bộ Quỳnh Tâm Bình Dương. À đất chứ không phải anh. Đất thủ phải không? Chứ phải ngân hàng anh ơi. Tưởng ông chủ ngân hàng chắc giàu lắm. Em nợ ngân hàng. Nợ ngân hàng để vay tiền ngân hàng mua bột tùng hay là mua đất? Không, vay nhậu. Nhậu chứ mua đồng vinh. Rồi đây là nguyên dàn xe của anh em hả? Dạ. Rồi xe của anh em. Rồi mình qua đây giao lưu với anh em ha. Rồi. Ôi xin chào. Rồi chào anh em. Chào bạn. Chào quá. Dạ. Chào anh. Rồi mấy anh em mình là ở đây hết luôn hả? Dạ. Mấy anh đây anh Lễ. Ừ. Đây anh Hiền. Đến Khoa, đến Đạt, đến Quang, đến Dũng, đến Bà Hoa, đến Phó Chủ tịch này anh. Phó Chủ tịch này. Rồi. Chào Phó. Chào. Chào anh em. Tốt. Hùng. Rồi đây là cái tụ điểm sinh hoạt của mình đây. Dạ. Là rơi ngày luôn anh. Ngày luôn. Hàng ngày luôn hả? Hàng ngày luôn anh. Sao anh em đây hình như không có chuyện làm hay sao vậy? Anh thấy kinh tế chưa có gì, giờ chỉ biết là giao lô của mà phê xong rồi đi bữa thôi. Yeah. Không có việc gì để làm hết. Dạ. Sáng nào ngồi đây hả? Dạ, sáng 5 giờ. 5 giờ rồi thì bà ghiết tới chiều thôi. Mình thất nghiệp, mình đừng đưa người ta vô thất nghiệp chung nha. Giờ có thầy giáo về đây là giống như là cái quán cà phê ha, có cái địa điểm sinh hoạt thì cũng vui chứ nó sự ở Sài Gòn mà để tìm một cái địa điểm gì thật sự là không có. Cho nên thí dụ những cái câu lạc bộ nào muốn giao lưu hay là muốn ốp á thì chỉ có giống như là cuối tuần là mình thuê quán cà phê nào đó vậy thôi. Yeah. Chứ còn không có được rộng rãi như ở đất thủ này ha. Chưa. Rồi đây thì cười thấy hôm nay có sao có phụ tùng gì nữa nè. Qua wow, thăm quầy phụ tùng. Ủa đây có cái này cái bằng máy để làm gì vậy? Dạ để cho chị chủ nhà anh xe yên win đồ bị gách bị hư là bả gia cố tạm thời cho anh em sử dụng. Còn cần cái máy đồ cho anh em hậu win luôn. Rồi đây có cái gậy trường sơn với cái nón của ông chủ để cho anh chủ nhà đó anh khẩu cho tương lai của anh á. Dạ. Đó này logo của quán là phải không? Logo câu lạc bộ của anh. Dạ. Đã chưa cái gì. Cặp vỏ hả? Của xe Win á anh, xe heo xe của anh kháo ra để trưng bày chơi á. Ủa? Cặp vỏ vỏ heo xe hả? Dạ, vỏ heo xe đó anh. Cứ tuồng xuống để cận cảnh cho quý vị giả xem nhé. Inu nè anh. Nó là Inu. Inu. Chứ cơ cũng chưa giờ thấy vỏ heo xe á. Vỏ heo xe. Inu. Cái đát nó có đây nè anh. À, để quay lại. Cái đát nó là 2005 nè. Xe của anh là tuần thứ 48/2005. Ừ. Anh kháo. Vậy là cuối ha. Dạ. Đóng một cặp luôn. Một cặp heo xe luôn. Anh mua xe về anh cắt ra tháo ra để dành. Rồi. Đúng đát luôn nha quý vị. Dạ đúng đát. Coi cái gai trước gai sau để Cương coi học hỏi mốt về mình kiếm cặp vỏ theo xe ha. Còn cái này phụ tùng là của anh em hả? Dạ của anh em ai mua về để dành đây nè. Rồi ai thiếu thì chia lại. Ừ. Giá vốn thôi. Để giao lưu nhau để bổ sung cho nó đầy đủ. Đầy đủ ha, bố thắng tem rồi. Gấp phụ dạ xăng dạ. Cái này hay ha, Tiết Cương thấy cái này hay. Yeah. Nhiều khi thú vị trên thị trường mình không biết những cái phụ tùng có tốt hay không hoặc là cái giá cả cũng trên trời. Anh em chia sẻ nhiều khi mình có cái món này mình không xài nhưng mà anh em người ta cần như vậy chơi trong hội rất là tiện lợi thú vị. Yeah. Hướng dẫn nó đúng cái đồ riêng đồ heo xe chứ nhiều khi cái người không biết là không biết cái đồ đó là đúng của xe Win hay không hay là nó của những nơi nó không chính hãng. À. Thì mình sẽ bị mua lầm. Mình đỡ, rất là đỡ tốn học phí. Dạ đúng rồi anh. Không xài cho anh em. Đó cũng như anh em thường xuyên tới trong hội là như ai dư thì để đây. Để khi mà có người nào cần thì đến lấy hoặc là chia lại. Rất là như là cái này không là cũng đã là khó kiếm rồi đó anh. Đúng rồi. Jean. Dạ. Nếu mình thích thì mình có thể si lại. Dạ đúng rồi. Mà sắc nó vẫn là sắc jean. Dạ. Cái này nếu mà còn trong bịch mắc tiền lắm á. Có thể báo giá cho Cương thử thì khoảng nhiêu? Nó cũng tới gần 2 triệu á.
thấy dư ghê chú vị. Trong bịch á. Cái dành của cái đèn trước không mà lại giá trị rất là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đảo một vòng để xem dàn xe của anh em ha. Dạ dạ. Đầu tiên thì Tiết Cương thấy đây có một chiếc Win đời cao. Phương ơi, chiếc này là khoảng đời mấy Phương? Đời 2005 anh. À 2005 là cái tem đó vậy hả? Dạ đúng rồi anh. Mỗi Win nó đặc biệt á, mỗi năm là nó có một màu tem khác nhau. À là cái này là cũng của Indo mình luôn hả? Tất cả đều Indo hết. À. Dạ. Còn cho anh hỏi cái Win đời cuối đó là ra năm mấy? 2005 luôn anh. Là cái này là đời cuối. Chấm dứt luôn. Chấm dứt dứt mộng. Bỏ mẫu luôn. Bỏ mẫu luôn ha. Dạ. Thì cái đời 2005 này có điều gì đặc biệt? Thứ nhất là bộ tem nè. Thứ hai là màu nó hình như chỉ có màu đen thôi phải không? Win nó chỉ có ba màu tổng cộng. Ừ. Màu đen với màu đỏ này là đỏ bầm. Ừ. Với một màu là đỏ tươi anh. Đỏ tươi thì hiện tại không có ở đây. À. Không có mẫu nào đỏ tươi hết. Mà đỏ tươi thì nó đời cao. Sao? Nó đời cao á. Đời cao. Thì chung là đời trên 2000. À. À, thì còn nếu mà đó dưới đó thì chỉ có hai màu thôi. Đen và màu đỏ bầm thôi. Và đời à. Cao đời trước thì nó có khác nhau cái điều gì? Mặt đồng hồ khác không? Không anh. Y chang hết. Dạ. Khác tem. Nó khác tem, nó như vào những cái khác đó rất là khó phân biệt nếu không phải là người trong đam mê. À. Trong đam mê nó khác rất là ít, rất là nhỏ. Như trước mắt là thấy rất đời tem. À, ý là bắt đầu thì em muốn thì em chỉ nha. Ừ. Thì những cái khác như là cái bình xăng con. À. À, nhưng mà cũng khó phân biệt lắm, nó chỉ những chi tiết rất là nhỏ. Cũng như là cái tay này nè. Tay này là nó vuông thì à. Cao. Còn những cái đời mà trước năm 92 trước thì tay này nó tròn. À. Đó. Cái này vuông như vậy. Nó vuông. Đời trước nó tròn. Ừ, nó có những cái nói chung là cũng khó biết lắm. Còn một số xe mà cái dè bằng trước bằng mũ là sao? Đời cao đó anh đúng. À, cái đời của từ năm 2000 đổ lên á là dè mũ. Cái này người ta vô dè sắt phải không? Dạ vô anh. Thì vô chứ đúng à. Là dè mũ vô vậy. Đúng rồi. Rồi. Đó. Hai chi tiết nha quý vị. Nó phân biệt trước hai chi tiết đó đi. Dạ, thì trước thì sau với kẹt te. Sao? Cũng là mũ luôn, nếu mà đời 2005. À. Dạ. Ủa mà có còn bắt đời mấy thì bắt đầu về cặt tem mũ. Thì đời 2000 đổ lên là bắt đầu có rồi. Rồi, hiểu dạ. Rồi. Rồi, bên đây chiếc này là đời khoảng đời mấy? Này thì tem nó thì đời 96. Ừ. Đó, chứ phân biệt cái màu tem. Cho Tiết Cương hỏi màu đen với màu đỏ thì từ năm mấy mới có màu đen? À, không anh. Cái đó là khua là cái thị trường. Ừ. Cái thị trường người ta cảm giác cái như thị trường Trung Quốc thì nó đam mê màu đỏ nhiều hơn. À. Cũng như là cái màu nó không nói quyết định lên cái đời cái tem mới nói. À. Ừ. Nhưng mà đa số những cái màu về Việt Nam trước những năm 92 thì đa số nó màu đỏ. Đúng rồi. Đúng thị trường chủ màu đỏ ha. Dạ đúng rồi, tùy thị trường anh. Là nó có hai màu 97 98 đồ nó vẫn là có màu đỏ. Cái này là ông chủ ông gắn thêm này hả? Dạ đúng rồi. Ông anh hay hả? Chở con đi học. Cho nó nắm tay dạ nha. Chứng tỏ là con còn nhỏ à, em còn bé lắm không dạ. À, thì thêm một chi tiết nữa thì Tiết Cương nhớ là cái đời nào mà cái yên cái chữ Federal đây là đặc dạ. Thể nào những cái đời năm 92 đó gì trước đó anh mới có cái dạ. Chữ đây phải không đó cái thị trường nó lúc mới nhập về vậy là ừ. Cái yên nó giờ hiếm đúng không Phương dạ đúng rồi anh. Những cái xe anh thấy đa số là màu đỏ là nó có cái chữ đó. Còn cái co đời xăng trước á. Co đời trước nó à. Nhỏ hơn phải không? Đúng anh. Cái này là chẳng qua là vô bình cốp thôi. Chứ như đời trước năm 92 nó cái co này cũng nhỏ. Ừ. À nó nhỏ mà nó giống như là đời 2005 vậy anh. Ừ. À, nhưng mà nó có chữ. Nhưng có mà qua năm 93 đổ lên thì cái gì nó cái cổ xăng nó lại lớn lên. Qua năm 2000 đổ trên thì nó nhỏ lại nữa. Với cho Tiết Cương hỏi là Tiết Cương thấy ở xe thì có ngay chỗ cái lốc nồi có một cái tem và gắp có một cái tem đúng không? Đúng rồi anh. Lốc nè, nồi ha. Cái lốc nồi. Cái tem nó nào là tem không số tem nó hạn cái nhớt anh. Cái tem này đúng không? Không, tem nó tem dán anh. Tem đó, tem để coi đúng à, để em tìm cho cái đúng á. Không bên đây. Đây nè phải không? Đó 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 đó. Đó. Trong cái đó, cái tem này nhưng mà cái tem này tem đề cao nha. À. Đời từ 97 lên thì tem nó giống vậy. Ừ. Mà trước năm 97 thì đó tem nó lại nhỏ lại. Rồi. Đấy, đây. Ý, không phải luôn. Không phải luôn. Đây đời cao anh, đời cao. Cao. Có còn tem gấp. Tem gấp thì đời gấp thì nó không có tem. Mà tem đời cao lên nó có tem. À. Đời 92 đời trước nó cũng không có tem. Thứ và như là đời trước là cũng không có tem gấp, chỉ không có đời sau mới có tem gấp giống đây nữa rồi. Đúng rồi anh. Đây thêm một chi tiết nữa yeah. Phân biệt nha. Cũng giống y nó chuyển giao công nghệ con bên Indo anh. Ừ.
bắt đầu nó nội địa hóa từ từ thì nó mới ra chữ made in Indo. Và đây thì cái Cương thấy có một chiếc này là màu đỏ mà khá bụi bặm, là bản số xanh luôn hả? Dạ, cái này là xe mua hành lý lại của bên công an á. À, mình giữ bản số mình đi được luôn hả? Không phải, đang làm thủ tục để sang ra anh. Vậy hả? Chứ không phải là được mà. Chưa, đang làm thủ tục mà hiện nay đang khó khăn quá. Đang làm định danh đồ này kia nó hay khó. Giai đoạn này bán xe bình thường là đã khó rồi. Dạ. Mà giờ thêm cái này nữa là thôi cũng chần hai khoai củ ha. Thì tình hình đang chờ. Đang tình chờ. Hình rất là căng thẳng. Dạ. Đó thì quý vị thấy đây là Tiết Cương thấy có mấy chiếc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiếc. À. Là ở câu bộ mình có khoảng bao nhiêu thành viên? Nó nhiều lắm anh. Thì thành viên thì nó nhiều lắm nhưng mà dự uống cà phê hàng ngày thì nó không, nó tầm khoảng 10 người thôi. Nhưng mà nó đổi. Đổi tao luôn, khả dù bữa nay anh ghé nhưng có thể là có từng anh không ghé. Đó nó tùy công việc nữa anh. Thời gian của mỗi người ha. Dạ. Còn Phương là ghé đều không? Dạ em rảnh. Hầu như là 100%. Đây trong đây chiếc xe nào của Phương? Đây nè anh, đời 2000 anh, đời 2000. Nào? Đây nè anh. Đây giới thiệu vậy. Bảy số đẹp. Đây xe ông chủ nè. Lộc Phát. 58268. Cộng xe... hết là 9 nút luôn anh. Vậy hả? Ra định danh luôn anh. Tên đúng tên luôn không? Dạ. Là xe của Phương, chiếc này là đúng tem luôn hả? Dạ đúng tem anh, đời 2000. Kêu bằng tem rồng. Nè, như vậy là chiếc này của Phương là cũng về trước về mũ luôn. Đúng anh. Nhưng mà mình tại mình không thích cái về mũ. Cái về mũ á, nó không có giá trị bằng cái về si. Nó đẹp hơn, nhìn cái xe nó sáng hơn. Cho nên đa số anh em là đổi. Lên đời. Lên đời à? Không, lên về nhưng mà xuống đời. Cặp về thì nó khoảng bao nhiêu? Cặp về mũ hay về xa, về si anh? Về si nè. Si này nó, nếu mà xé bịch luôn á thì nó tầm phải trên 15 triệu á. Trời trời. Dạ. Cái gì? Còn nếu vút vốt cũ cũ á? Rồi thì trung bình nó khoảng 5 triệu. Trời ơi, cũ vậy cũ là như... cặp về này Phương vô là về em... mới hay là về... Về cũ anh. Về cũ nè, à? Em mới mua 5 triệu bạc á. 5 triệu quý vị. Trước sau đó. Quý vị không, để làm một cái vô một món đồ trong xe nó cũng khủng khiếp quá. Trời trời, dạ. Nói tới Cương hết hồng á, cặp dạ. Về xe bịch là 15 triệu quý vị ơi. Còn bây giờ... Đổ lên đó nha, đổ lên đó nha, chứ không phải là từ xuống nào. Tiết Cương hỏi một số phụ tùng nguyên, ví dụ như những cái đồ cũ á, thì mình có thể mua người này người kia dạ. Trên mạng. Còn nếu mà, ví dụ mình muốn chơi đồ xé bịch là ở thị trường có không? Có anh, có mấy anh em nhập đồ của Indo vậy. Ở Indo, Indo họ vẫn còn hàng sản xuất hả? Thì họ săn lụng đâu mình không biết. Hay là từ nguồn nào mình không biết. Nhưng mà thì anh em có cách kiểm tra à. Chơi ghét thì biết tên ăn khua trên cái dạ nhãn mát đồ anh. Như vậy là mọi thứ đều có hết. Còn hết. Còn hết. Yên còn không? Còn hết luôn, còn đủ hết luôn anh. Bình xăng còn. Dạ. Bô còn. Dạ. Những cái món mà niền còn. Đó đủ hết. Đó quý vị không? Đồ mới có hết. Như vậy là thị trường Win bây giờ rất sôi động và thật sự quý vị. Cái xe Win này bây giờ tuy cái giá trị nó không cao bằng một số xe khác, nhưng mà hiện tại thì Tiết Cương thấy nó đã mai một theo thời gian. Ngay cả ở xì phố thì cũng bây giờ xe cũng rất là hiếm. Và đặc biệt ở miền Tây á nha Phương. Không có là vắng bóng luôn. Tụi em đi vừa Cần Thơ á, đi 2-3 ngày rồi mới đi nay ha, đúng một tháng. Đi 2-3 ngày rồi chạy từ đây tới Cần Thơ với miền Tây không thấy một bóng dáng một chiếc Win nào hết. Em mà về Sài Gòn em chạy 3 ngày thấy được chiếc Win của xì. Dạ. Thiệt luôn. Dạ. Chạy 3 ngày mới thấy một chiếc Win. Mà có khả năng đang bay à. Dạ. Mà khả năng gì bị hỏi ra là anh em đó cũng trong hội Win Bình Dương a. À. Như anh Pháp đó, anh thấy anh Pháp không? Anh Pháp là trong chơi trong hội Win Bình Dương lâu lắm rồi đó. Thứ vậy vậy là quý vị thấy chiếc xe Win này nó đến với Việt Nam mình thập niên khoảng cuối đầu cuối 90. Đời 90 nha quý vị, khoảng 88, 89 là đã xuất hiện rồi. Thì bây giờ thì cùng với thời gian có những bạn như Phương này yêu Win, gìn giữ và phát triển nó. Chứ bây giờ chỉ còn là bây giờ thí dụ muốn mua xe Win hay là muốn phụ tùng Win, đa số là phải mua ở những ở ngoài Bắc đó quý vị, để nhập phụ tùng vô đây, chứ ở trong Nam rất là ít. Có luôn anh. Nó mới thì ở đâu cũng có cái đồ cũ thì ngoài Bắc nhiều. Đa số là mua ngoài Bắc nhiều. Dạ đúng rồi. Vậy. Rồi vậy là rất là cảm ơn Phương đã dành thời gian cùng với Tiết Cương chia sẻ quý vị một cái đam mê về chiếc Win huyền thoại. Ngày xưa tuổi thanh xuân của Tiết Cương rất là mê. Và Tiết Cương cũng có sưu tầm được một chiếc. Tuy hôm nay không giao lưu được tại xe Tiết Cương để ở Long An mà đi từ xì phố. Và hôm nay đến thì ngoài dàn Win này, Phương có thể giới thiệu cho Tiết Cương một chiếc xe nào Win mà gọi là cặp con ở đây không? Để em nhìn sơ cái nha.
chiếc này của ai ta? Của